xin chào quý vị khán giả thân thương của kênh Trang TV. Hôm nay thì ngày 10 tới tháng 9 năm 2021, Trang cùng với lại các anh chị hàng xóm của gia đình mẹ quay phim tiếp tục đóng hàng, soạn hàng để gửi cho bà con các khu phong tỏa. Dạ, thì bây giờ thì tụi Trang đang vô gạo nè, một phần là gồm có 5 kg gạo, một chai dầu ăn 1 lít, rồi một bịch hạt nêm, 3 hộp cá hộp, rồi còn có thêm rau nữa. Dạ, đợt trước và đợt này thì sư phụ Khương Dừa cũng như các anh chị bên xóm chợ sẽ soạn rau phụ dùm cho Trang. Dạ, thì một tuần á thì chắc Trang sẽ tăng cường làm thêm, là làm khoảng 3 ngày một tuần, thì sẽ có 2 ngày là sư phụ sẽ hỗ trợ rau, còn một ngày thì Trang sẽ đặt rau ở dưới anh Thái. Dạ, tại vì nếu mà đặt một bên á thì không có lo đủ, tại vì sư phụ cũng có những cái địa điểm mà sư phụ cần hỗ trợ nữa. Dạ, còn bên anh Thái thì anh Thái cũng có công việc ở dưới An Giang đó, nên là sau khi trao đổi thì Trang với lại hai anh có sắp xếp là cứ một tuần thì Trang sẽ có 2 ngày xin nhờ sư phụ Khương Dừa hỗ trợ rau, các anh chị bên xóm chợ của sư phụ vô rau giùm, còn một ngày thì mình sẽ lấy bên khu vực rau của anh Thái ở An Giang. Dạ, nói chung là tất cả các anh chị em dù ở đâu là cũng hướng về bà con Sài Gòn mình những cái ngày này. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 rồi, dự tê nghe thông tin là khoảng ngày 15 tháng 9 đó thì sẽ được trở lại đó, nhưng mà chưa biết là sẽ như thế nào. Trang cũng mong đó là dịch sẽ ổn định hơn để cho bà con có thể quay lại cuộc sống bình thường. Hả? Sẽ hơi buồn là lúc đó mấy chị bận rồi, mấy chị không có qua phụ em được ha. Thì lúc đó là chị Chi lại quay lại bán nước. Chưa nhiều đâu. Chị Phượng thì cũng thiếu dầu ăn rồi. Cái bịch đó thiếu dầu ăn á chị ơi. Rồi em biết. Dạ. Đó. Tuần qua em một chai dầu ăn đi. Chai dầu ăn với dạ. Có gì nhớ kiểm tra giùm em nha. Mất cơm phần nào thiếu thì bà con nhận cũng tội. Nhưng mà ở đây thì các anh chị cũng làm từng phần kỹ lắm rồi. Đó. Hôm nay thì các anh chị hỗ trợ Trang gồm có chú Tâm, dạ, có chị Chi, anh Hưng, rồi chị Phượng. Dạ. Bên khu vực sữa thì có mẹ bạn quay phim với lại cô Liên. Dạ. Rồi sau khi tụi Trang bỏ hết đồ vô thì sẽ có anh Hữu sẽ vô thịt gà, rồi sẽ có anh Thanh là lúc nào cũng sẽ là chốt chặn cuối cùng để anh Thanh kiểm tra lại hàng, sắp xếp lại cho nó gọn, với anh Thanh sẽ cột lại cái bao cho nó chắc chừng Trang. Hôm nay thì cái số lượng Trang làm với bạn quay phim nó sẽ nhiều hơn những lần trước là 200 phần. Tại vì chủ Trang cũng mong là giúp đỡ được số lượng bà con nhiều hơn. Bây giờ nhiều khu, nhiều bà con nhắn tin cho Trang lắm. Nên là đợt này Trang với bạn quay phim sẽ cố gắng mình làm nhiều hơn nữa. Với lại bây giờ thì anh Hữu với lại anh tài xế cũng quen rồi. Nên là Trang sẽ sắp xếp cái lộ trình đi cho nó hợp lý, để các anh trên một tuyến đường luôn, những cái địa điểm nó gần nhau á thì các anh dễ xuống hàng. Dạ. Bữa mình làm là 153 phần, hôm nay mình làm xong rồi 165, bây giờ mình làm 200. Trước giờ mình làm nhiều nhất như phần chị Chi ha, 200 mấy không? Dạ, 208 mấy ha. Thì hôm nay tụi Trang làm 200 phần nha, còn ngày Chủ nhật sẽ làm tiếp tục, ngày Chủ nhật thì sẽ làm 265 phần. Chắc một hôm nào đó mình làm thử 300 phần ha chị Chi, để phá kỷ lục một lần chứ. Đó. Hôm qua như vậy là cũng khá là đầy đủ rồi. Ở bên này thì mẹ với lại cô Liên thì đang vô sữa, cứ một phần vậy là 10 bịch sữa cho các ông bà lớn tuổi hoặc là các em thiếu nhi, các trẻ em. Chứ giờ dịch rồi
đến bây giờ thì mọi người cũng chưa được di chuyển đi lại, đi chợ thì theo phiếu đi chợ thì nó cũng bị khó khăn, là nhiều khi cũng thiếu. Dạ anh chị Hằng đó, mình cứ làm là các anh chị rảnh mới giờ cơm xong là qua. Chị Hằng nấu cơm chưa, ăn cơm chưa? Trời ơi, thương giờ bỏ gia đình mà nghe phụ cái chạo qua phụ để ông xã nấu cơm. Dạ. Trời, chị Chi với lại anh Hưng ở đây là ai nấu cơm? Cả hai vợ chồng đều ở đây là ai nấu cơm? Rồi, đúng là lịch trình đó là thường thường tụi Trang 8 giờ sáng á là các xe đi lấy hàng. Thì nếu mà theo lịch trình nha là 8 giờ sáng đi lấy hàng, 9 giờ di chuyển là khoảng 9 rưỡi 10 giờ là qua tới đây, là tụi Trang sạn hàng xong là khoảng 11 giờ là bắt đầu đi trao quà rồi đó. Nhưng mà hôm nay á hàng siêu thị không đủ của chủ anh chị, thành ra là phải chờ chị đó gom hàng của tất cả mọi nơi. Mặc dù là Trang đã đặt trước rồi nha, nhưng mà hôm nay thì kiểm tra thì vẫn không đủ, hôm nay Trang đặt đến 200 phần lận, thành ra là phải mất thời gian hơn. Xong rồi còn phải đi lấy gà hôm nay cũng không đủ luôn, phải đi lấy ở hai chỗ. Sáng siêu thị đợi lâu không anh Hữu? Dạ. Mà là chờ gì anh Hữu? Dạ. Mà mấy cái này là Trang đặt trước rồi đó nha, mà hôm nay mà cũng không đủ luôn. Thành ra cô chú anh chị ngày dịch á khó khăn lắm, hàng gì cũng không đủ. Dạ, cũng có nhiều khán giả cũng nhắn hỏi Trang là sao không sắp xếp cùng một quận á, thì để đi cho nó dễ. Nhưng mà cô chú anh chị biết sao không? Tại vì Trang là sẽ ưu tiên trả lời theo thứ tự những cái cô chú anh chị nào mà nhắn cho Trang trước xin hỗ trợ. Dạ, cái danh sách bây giờ nhắn cho Trang nhiều lắm, thành ra Trang sẽ ưu tiên những cái người nào mà đang gặp khó khăn nè, mà đã nhắn cho Trang trước rồi thì Trang sẽ giúp những cái hộ đó trước rồi. Nên là có thể là cái tuyến đường nó hơi nghịch nhau một tí xíu, nhưng mà mình theo thứ tự vậy cô chú anh chị. Chứ còn nếu mà Trang gom lại theo quận á thì sẽ có những người họ nhắn rất là lâu rồi nhưng mà họ không được, họ chờ lâu quá thì đã khi mà mình khó khăn, mình đã không có đồ ăn rồi, thì mình đang rất là cần, dù là một tí xíu mình cũng là cần rồi. Nên là Trang sẽ ưu tiên nhất những cái hộ đó trước, và theo thứ tự ai nhắn trước thì Trang giữ trước. Đây là cô chú anh chị hiểu giùm Trang ha. Với lại này Trang cũng trao đổi với lại các anh tài xế trước rồi. Dạ, nên là Trang thuê xe thì cũng tính theo là ngày thôi, để các anh tiện di chuyển. Chứ Trang cũng không có gò bó thời gian hay gì hết, tại vì mấy cái này ngày dịch mà đi đường nó cũng khó khăn lắm. Dạ, với lại một phần nữa là Trang cũng không phải kiểu như là lựa một chỗ bao nhiêu phần, hoặc là chỗ nhiều phần mới giúp, nhiều chỗ ít phần mới giúp, không có. Trang thì là cứ bà con nào mà nhắn xong rồi Trang hỏi thông tin, gửi giùm Trang những hình ảnh, những cái clip về cái khu vực đó để Trang biết được cái hoàn cảnh của mình như thế nào, bao nhiêu hộ, đầy đủ thông tin là Trang sẽ giúp. Dạ, còn nếu như mà cứ nhắn Trang xin hỗ trợ mà không có cung cấp thông tin gì hết, có nhiều bạn á Trang chia sẻ gọi điện cho Trang hoài, gọi điện sáng sớm 6 giờ cũng gọi, mà 11, 12 giờ cũng gọi, xong rồi Trang hỏi thông tin á, Trang nói là Trang không có tiếp nhận qua điện thoại, có gì nhắn qua Facebook dùm Trang. Tại vì nhắn qua Facebook á thì Trang mới hỏi thăm được, Trang mới xin hình ảnh được, mình mới hỏi thăm là mình xin số điện thoại này nọ được, rồi Trang xem lại cập nhật nó cũng dễ. Thì lúc lên Facebook thì các bạn chỉ nhắn chị ơi giúp em, chị ơi giúp em, mà mình hỏi địa chỉ, nhắn tên đường, không nhắn quận đó. Rồi xong rồi hỏi bao nhiêu hộ, à vậy để em đi xem lại đó. Thành ra mấy bạn không có cung cấp đủ thông tin nên là nó mất, rất là mất thời gian. Còn những cái bạn nào á mà nhắn cho Trang, Trang có luôn một cái tuyển tập những câu hỏi, thì trong đó khi bạn nào nhắn cho Trang xin hỗ trợ, Trang sẽ hỏi rõ những câu hỏi là địa chỉ bạn ở đâu, bao nhiêu hộ, và rồi hoàn cảnh như thế nào, bao nhiêu hộ F0, bao nhiêu trẻ em vậy đó. Thì các bạn chỉ cần trả lời đúng những cái đó rồi gửi hình ảnh cho Trang là xong, là Trang gọi điện thoại lại xác minh rồi Trang sẵn quà đó. Chứ có nhiều bạn không nhắn gì hết, Trang chưa gửi thông tin rồi cũng không gửi đủ, gửi thiếu thông tin thì Trang đâu có biết gì đâu.
sao mà hỗ trợ được. Dạ, tại vì số tiền Trang sử dụng là của Mạnh Thường Quân mà, nên là Trang phải làm rõ ràng, phải làm kỹ lưỡng. À, bây giờ thì xe rau mới lấy rau bên nhà sư phụ Khương Dừa về, để tụi Trang sạn xong cái này á thì sẽ chất lên xe tải đó luôn. Đợt này phần quà của Trang thì chắc là nhiều hơn đợt trước, tại vì đợt này thì tụi Trang sẽ có 5kg gạo nè, một chai dầu ăn, một bịch hạt nêm, hộp cá hộp, rồi một con gà, 10 bịch sữa cho trẻ em hoặc là ông bà lớn tuổi, rồi có thêm 10 cái trứng nữa, dạ, 10 trứng vịt hoặc là trứng gà. Thật sự luôn á, đặt cái số lượng lớn này á mà mình đặt liên tục á, cứ lần là 200 phần như nè. Siêu thị á, dù mình đặt trước họ cũng không có hàng, thành ra Trang cũng phải gom những cái loại khác nhau để đủ hàng cho mình. Như sữa lúc đầu Trang cũng đặt nhiều mùi, đầu Trang đặt Vitamil cũng không có hàng đủ thì phải gom thêm những cái hiệu khác đó, dầu ăn, hạt nêm cũng vậy. Nhưng mà thật sự luôn Trang cũng phải cảm ơn các anh chị ở những cửa hàng như là bên gà nè, rồi bên siêu thị có ấp mát, kênh Như Lộc, anh Thanh bán gạo đó. Lúc nào khi mà Trang gửi số lượng thì các anh chị đều cố gắng hỗ trợ giùm Trang, dù là cái ngày Trang gửi cũng cận á, mà yêu cầu của Trang số lượng nhiều nữa, nhưng mà các anh chị cũng cố gắng tìm kiếm nguồn hàng để xây hàng giùm Trang. Dạ, cái đó thì để nguyên ạ. Dạ. Cảm ơn cô Liên. À, hôm sau là mấy cô chú cứ đi ngang mà hỏi hôm nào làm nữa thì qua phụ. Đó. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Đó. Tuổi trẻ mà tài cao chứ sao? Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Wow, có thêm. Dạ. Mình làm mà mình được các anh chị cô chú động viên là vui lắm á. Dạ. Thật sự. Chứ làm thì động viên cũng có, mà cũng có nhiều người ngăn cản lắm cô chú anh chị. Nên là thật sự không phải ai cũng dám làm những cái ngày dịch này đâu. Ui, cái này là may mắn rồi nè, ai nhận phần này là may mắn nè, phần này là trúng thưởng nha. Dạ. Trang hay chơi vậy đó, cứ mấy anh chị làm xong rồi có những cái phần nào mà thiếu tờ giấy á, thiếu tờ giấy này nè, tại vì mỗi phần Trang đều có để một tờ giấy như vậy vô. Thân Mạnh Thường Quân kênh YouTube Trang ATP gửi tặng, xin chúc quý vị mà cô chú thật nhiều sức khỏe. Cái phần quà nào mà bị thiếu cái này á thì Trang hay chọc chị Chi với lại anh Hương lắm, là tờ này là giữ lại mốt hết dịch á là ra ngân hàng rút tiền được á, nên là thiếu cái tờ giấy đó là không được đâu. Rồi này 200 phần lần đó, cố lên, chắc cũng sắp xong rồi ha, hết cái đống gạo là hết 200 phần á. Dạ, 80 phần nữa thôi. Để xong hết rồi cái mốt Trang sẽ làm một cái giấy chứng nhận hoạt động hè ha chị Chi. Nếu hồi xưa mình á, giấy chứng nhận để tham gia hoạt động hè. Cái này gà thì cũng kỹ nha, dù là bỏ trong đồ thì tụi Trang cũng bỏ hai cái bịch luôn để cho không có bị nước ra. Dạ. Đó, một phần quà thì anh Thanh cũng cục chặt lại chặt chẽ rồi. Hồi xưa lúc mới làm vừa nói đâu có nổi đâu, nghe tiếng thở mà. Giờ bắt đầu kiểu tập thể dục quá quen, đỡ hơn, thành ra vừa làm thì vẫn có thể chia sẻ, quay clip cùng với lại quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay là thứ sáu ha, thì Trang làm 200 phần. Rồi ngày chủ nhật này á thì Trang sẽ làm 250 phần. Dạ. Đó, mình ráng cố gắng mình làm để số lượng nó nhiều hơn tí, cực hơn một tí cho một buổi thôi.
nhưng mà sẽ giúp được rất là nhiều hộ. Một hộ là khoảng 4 người rồi, hôm nay Trang giúp 200 hộ là cũng phải được 800 người rồi, đúng không cô chú anh chị? Đó, nên là mình cố gắng một ngày một cái lần mình làm á, mình làm thêm một tí xíu mà mình sẽ giúp được thêm mấy chục người. Đó, đợt này thì cái hộp ba cô gái nè, Trang hay mua nè, thì không có đủ, thành ra là chị siêu thị phải gom thêm những cái hiệu khác để đủ hàng cho Trang. Đó, rồi những cái hộp bự gì nữa nè. Dạ. Nhưng mà Trang đều chia cho mỗi hộp đầy đủ hết. Nếu mà cái hộp bự á thì cái thể tích nó bự bằng ba hộp kia, nên là một hộp bự này thì một phần thôi. Dạ. Còn cái hộp nhỏ thì là sẽ là ba phần. Nhưng mà phần nào cũng đầy đủ hết. Trang cũng đang được một số mạnh thường quân liên lạc với Trang để tặng thêm cá nữa. Cá tươi á nha. Đó, thì để Trang trao đổi thêm, để có gì bà con gửi thêm cho bà con cá ăn những ngày này. Chứ còn bữa giờ thì chỉ ăn thịt, ăn gà, thịt heo, thịt gà thôi là quý rồi. Mà đợt này còn có thêm cá nữa. Trang xin cảm ơn các anh chị khán giả, các cô chú mạnh thường quân xem clip của Trang, ủng hộ, đồng hành cùng Trang để cùng san sẻ cho bà con. Dạ. Cố lên, sắp xong rồi. Cũng hên là rau á, thì bên xóm chợ của sư phụ đã soạn sẵn dùm Trang rồi, nên nó đỡ hơn. Tụi Trang chỉ có soạn trong cái siêu thị thì nó đỡ cực. Còn nếu mà mình soạn luôn rau á, thì nó sẽ tốn thời gian hơn nhiều. Còn tại giờ đây là giờ trưa cô chú anh chị, thành ra là mấy cô chú ở đây chắc cũng chưa ăn cơm hết luôn hả hả chị? Sáng chưa đói. Dạ. Ngại ghê luôn á. Sáng giờ sáng. Hả? 2 giờ chưa ăn trưa. Ở đây là không phải đây không phải là công việc nha, không phải là công việc chính của các anh chị. Nhưng mỗi lần Trang làm á là lúc nào các anh chị cũng qua phụ. Rồi mà kẹt vô giờ cơm giờ nước là các anh chị cũng nghỉ ăn luôn để phụ cho Trang. Thôi về. Mong là dịch sẽ mau qua đi để cho tất cả các anh chị nè được quay trở lại công việc của mình, quay trở lại cuộc sống hàng ngày của mình. Đó. Bạn này biết chua quen. Dạ. Mà ngưng lại ở nhà cũng được. Trời ơi, thương nha. Đó. Nên là Trang sẽ cố gắng. Tại vì bị khó khăn về cái địa điểm thực hiện thôi. Chứ còn nếu mà đỡ hơn mà mình có thể sử dụng thì tiếp tục sử dụng cái mặt tiền ngoài đường của nhà quản quay phim để làm. Đó. Còn bữa giờ thì Trang làm bên cái nhà trẻ này á, thì của Trang cũng phải xin phép. Với lại cũng không có dám mượn lâu, mượn nhiều. Dạ. Thôi để Trang cố gắng rồi xin phép thêm để mình giúp cho bà con. Tụi Trang chỉ cần có cái chỗ đi, chỗ để mình soạn quà như vậy nè. Đó. Thì tụi Trang sẽ cố gắng soạn nhiều cũng được, cực hơn xíu cũng được. Nhưng mà một cái phần này Trang biết là giúp được nhiều lắm. Ăn được một tuần luôn à. Giống như tập thể dục rồi gặp bụng á. Nó bụng khỏe. Dạ. Hồi xưa làm ruộng làm lúa đã quen rồi. Không, em nói chứ hồi lúc đầu mới làm á thì làm xong cái chiều đi về là Trang với bạn có phim nằm luôn á, hai cái tay nó đau. Dạ. Nhưng mà xong rồi á. Dạ. Dạ. Đó. Cứ nghĩ tới là cái người nhận á, cảm xúc của người nhận á thì mọi người. Dạ. Con nghĩ là cũng có nhiều bạn, nhiều các cô chú mà cũng muốn làm lắm. Nhưng mà họ cũng không có người phụ để gói quà như vậy nè. Đó, nên là thật sự luôn. Cô nó làm là nấu cơm á, mà không có người phụ gói thì giàu á. Dạ. Đó, trời, cái đó cực lắm. Đó. Không có người phụ.
nên là Trang biết là có nhiều mạnh thường quân á là cũng có ý, cũng có muốn giúp, muốn làm, nhưng mà không có chỗ để làm nè, rồi không có người phụ gói quà, thành ra là không có làm được. Còn Trang á thì với bạn quay phim thì may mắn là lúc mà làm á thì được mọi người ủng hộ, rồi liên lạc tìm được chỗ để mình làm thôi đó. Dạ. Cố lên. Mà chị nhớ từ bữa giờ phải là 2 xe không? Qua xe, trong khi mình làm thì mình gom bớt lại cho nó gọn gọn thì xíu nữa mình đỡ cực hơn. Rồi. Không, chị Phụ với chị nè, chị Hằng nè. Đó. Tập về là thay vì mình đi gym á đúng không? Thì giờ mình tập ở đây nè. Em lấy một hộp này hả em? Dạ vâng, hộp bự thì một hộp à. Hộp này, còn hộp nhỏ là mà. Dạ không, chị nào hộp bự thì thôi. Dạ rồi, còn hộp nhỏ thì là ba hộp nhỏ. Đó. Là hộp lớn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ uống miếng nước. Dạ. Làm mệt rồi thì uống miếng nước nghỉ. Dạ. Chị Phương uống miếng nước. Dạ. Tin luôn. Này. Chị em ngồi đây nghe chị. Bà sáu. Này mời chị Phượng. Nè uống miếng nước ha. Nè có phút nè chị. Rồi chú Hưng. Chú Hưng uống tăng lực hay là dạ đây con gửi chú Hưng ống hút. Dạ chị Chi. Dạ. Chị Chi rồi cho phải được hai giấy khen á. Dạ uống rồi chị Chi. Dạ đây anh Thanh. Anh Thanh uống nè. Dạ. Rồi còn chú Tâm nữa. Đây chú Tâm. Dạ dạ rồi để lần để Trang gửi cho anh Hữu cũng tội sáng anh Hữu đi sớm rồi sớm anh Hữu ơi mấy nước nè. Dạ sáng đi sớm sớm sáng là 7 giờ anh Hữu đã đi rồi đó. Đây là những cái phần rau mà bên sư phụ Khương Dừa đã soạn dùm cho Trang đó. Dạ gồm có cải thảo nha, củ su nè đó, đợt này thì có hai bắp cải thảo, bổ ít thành lá, củ su rồi đu đủ nữa. Dạ. Đó, đây là 200 phần đó. Cảm ơn sư phụ với lại các anh chị ở xóm sư phụ rất là nhiều đã vô lâu dùm Trang. Chứ còn nếu mà không thì tụi Trang chắc làm cũng không nổi nhiều quá. Dạ. Đó, coi như các bên, các nhóm cùng làm, cùng phối hợp để phần quà của bà con đủ đầy hơn. Dạ rồi, bây giờ thì 200 phần đã chuẩn bị xong rồi. Giờ mình sẽ chuyển lên cùng với lại xe tải rau nha. Dạ. Nha. Hôm nay thì còn có trứng nữa. Một phần của Trang thì đợt này có thêm 10 trứng nữa. Nha. Trứng gà với trứng vịt. Cái này đông rồi, đông rồi. Ok. Lên đi Dũng không lo đi nha. Hả? Các anh chị cùng nhau, mỗi người một tay. Xách lên từ từ. Bỏ lên mẫu. Đó. Phần chất lượng á. Đỡ mặt ra. Mặn tay. Thôi đi ra không trang đi, chạy 5K đi. Đúng rồi. Hả? Chấp luôn không chị? Hôm nay là chị Phụ. Chị Phụ là làm chấp đàn ông luôn hả? Không, đội hình của Trang là dù là chỉ là các đa số là các cô với các chị thôi, nhưng mà coi như là chấp hết luôn đó chị. Chấp hết luôn. Hả? Dạ. Phải chạy lên xíu. Coi như xe tải này là mấy tấn ta? Chắc cũng phải 2 tấn mấy. Dạ, 2 tấn mấy. Đầy xe. Dạ.
bà con mà nhận được quà là vui lắm. Tiếp tục. Đó, tốc độ nhanh hơn hẳn luôn. Ghê thiệt. Đúng rồi là giờ. Giờ là chuyên nghiệp à. Vô. Sợ chưa? Đó, chỉ cần là làm cùng nhau thôi là gì cũng được hết. Đó, là mệt mà nghe. Nghe tiếng cười là hết mệt. Cố lên. Dạ. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đó, đây là các cô, các chị. Bốn mấy năm chục cũng có luôn. À, U60 luôn. Mà làm việc là không thua gì ai hết. Dạ. Rồi. Quá dữ. Quá dữ quá. Xin cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều. Xong rồi. Dạ đây. Còn sữa. Sữa thì rất thùng lên luôn. Đây là trứng gà với trứng vịt. Đợt này thì Trang có đặt thêm để gửi cho bà con. Dạ. Vậy các đợt trước thì siêu thị không đủ hàng. Hôm nay đủ hàng thì thôi Trang lấy thêm luôn. Là coi như một phần thì Trang sẽ tặng thêm một cái vỉ này. Dạ, mỗi phần quà của Trang mỗi đợt thì nó sẽ khác nhau một tí xíu. Thì như đợt này thì sẽ có thêm trứng. Thì đợt trước thì lão có thêm trứng. Mà mong là quý ông bà cô chú anh chị thông cảm giùm Trang ha. Do thì nó còn phụ thuộc vào cái đơn đặt hàng nữa. Dạ, như là hôm nay thì siêu thị thì không có hàng, nên là Trang mới có thể gom được số lượng lớn. Nên là Trang lấy luôn để tặng bà con. Dạ, coi như một phần ngắt nhau tí xíu thôi. Nhưng mà lúc nào Trang cũng cố gắng là mình đặt cho đầy đủ hàng nhất có thể để bà con nhận được. Dạ, bây giờ thì trứng cũng như là các quà, 200 phần quà, 200 phần rau cũng như là sữa đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ thì các anh sẽ chuẩn bị lên đường. Trang xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều đã luôn theo dõi, yêu thương và động viên cũng như là đồng hành cùng Trang. Hẹn gặp lại các clip tiếp theo ạ.